Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị khán giả cùng theo dõi chương trình thời sự sáng thứ năm ngày 29 tháng 7 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Trong chương trình thời sự buổi sáng hôm nay, chúng tôi xin chuyển đến quý vị khán giả những nội dung đáng chú ý. Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng ngày 28 tháng 7, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tổ chức phiên họp tháng 7 mở rộng để đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2 và chuẩn bị kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Các đồng chí Phương Thị Thành, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Hoàng Thu Trang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh đồng chủ trì hội nghị. Trong phần đánh giá rút kinh nghiệm kỳ họp thứ 2 vừa qua, Hội đồng nhân dân tỉnh đã chỉ ra những hạn chế về chất lượng một số tờ trình, báo cáo trình kỳ họp và công tác đảm bảo điều kiện cho kỳ họp. Qua đó, đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh cần đôn đốc các sở, ngành chuẩn bị các báo cáo, tờ trình dự thảo nghị quyết đảm bảo tính khoa học, chặt chẽ hơn. Các ban Hội đồng nhân dân tỉnh cần tiến hành thẩm tra các tờ trình, báo cáo đúng thời gian, đảm bảo chất lượng. Phiên họp đã nghe các ban Hội đồng nhân dân tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra đối với 12 báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị quyết dự kiến trình kỳ họp thứ 3, trong đó có các nghị quyết quan trọng về danh mục bổ sung công trình, dự án cần thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng để thực hiện trong năm 2021. Về việc điều chỉnh biên chế công chức, phê duyệt tổng số người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68 của Chính phủ trong các tổ chức đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh năm 2021, dự thảo nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn ngân sách địa phương, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn 6 tháng đầu năm 2021. Phiên họp cũng đã thống nhất một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh. Thưa quý vị khán giả, nhằm tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19, đồng thời đảm bảo lưu thông cho các phương tiện đến hoặc đi qua tỉnh Bắc Cạn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Hải đã ký ban hành văn bản hỏa tốc 4772 yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương từ ngày 27 tháng 7 áp dụng bổ sung các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu mọi trường hợp người dân đi từ các tỉnh, thành phố vào tỉnh Bắc Cạn phải có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng phương pháp Real-Time PCR của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 72 giờ. Tiếp tục thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung 14 ngày đối với người dân đi từ vùng dịch và từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách theo chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ trở về tỉnh Bắc Cạn. Riêng các trường hợp đi công tác theo quyết định, kế hoạch của cơ quan có thẩm quyền thì phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống dịch trong quá trình di chuyển và tại nơi đến công tác. Khi trở về, phải lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp Real-Time PCR. Trường hợp các phương tiện qua địa bàn tỉnh chưa được cấp kịp thời giấy nhận diện phương tiện có mã QR code, nhưng người điều khiển phương tiện này đã có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 hoặc test nhanh kháng nguyên còn giá trị trong vòng 72 giờ kể từ khi có kết quả xét nghiệm, thì lực lượng chức năng tại chốt kiểm soát cho xe lưu thông qua chốt sau khi đã kiểm tra giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Đối với người điều khiển phương tiện của các doanh nghiệp, hợp tác xã trong tỉnh thường xuyên đi giao hoặc nhận hàng ở tỉnh ngoài, có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 được qua chốt kiểm dịch, chỉ đi và về đúng lộ trình vận chuyển, trong quá trình di chuyển không dừng đỗ, ăn nghỉ ở vùng có dịch, tại các địa điểm dừng đỗ giao nhận hàng thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch. Khi trở về địa bàn tỉnh, không phải cách ly tập trung, nhưng phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà. Ủy ban nhân dân tỉnh vừa có công văn số 4640 yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư đẩy mạnh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Đối với các dự án quyết toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí để trả nợ, dự án thu hồi các khoản vốn ứng trước, yêu cầu phải giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao trước ngày 31 tháng 7 năm 2021. Đối với các dự án hoàn thành đang trong quá trình quyết toán đã được Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí vốn năm 2021, khẩn trương hoàn thiện các thủ tục quyết toán dự án hoàn thành, giải ngân 100% kế hoạch vốn đã giao trước ngày 31 tháng 8 năm 2021. Đối với các dự án dự kiến hoàn thành trong năm 2021, các dự án chuyển tiếp hoàn thành sau năm 2021 và nguồn vốn phân cấp cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố điều hành, yêu cầu các chủ đầu tư đến hết quý 3 năm 2021 giải ngân đạt tối thiểu 60% kế hoạch vốn đã giao. Cùng với đó, các đơn vị chủ đầu tư thực hiện rà soát,
và hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới để giao kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và phân bổ kế hoạch vốn năm 2021, đợt 2, đợt 3, xây dựng biểu tiến độ thực hiện, giải ngân đối với các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đề án xây dựng và phát triển mô hình chuỗi cung cấp thực phẩm nông lâm thủy sản an toàn trên phạm vi toàn quốc, Hợp tác xã Giáo Hiệu, huyện Bắc Nẵm với sản phẩm trà bí đao đủ điều kiện xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn năm 2021. Để đảm bảo các tiêu chí xác nhận chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, Hợp tác xã Giáo Hiệu phối hợp với huyện Bắc Nẵm, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản thực hiện hồ sơ và các điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm đạt yêu cầu ở tất cả các công đoạn sản xuất, kinh doanh trong chuỗi cung cấp thực phẩm. Trong đó, Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm Sản và Thủy Sản tỉnh hỗ trợ 100% chi phí phân tích mẫu, chi phí cấp tem truy xuất nguồn gốc, logo chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn. Được biết, sản phẩm trà bí đao của Hợp tác xã Giáo Hiệu là một trong ba sản phẩm của huyện Bắc Nẵm tham gia OCOP cấp tỉnh năm 2021. Việc cấp chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn cho các cơ sở, hợp tác xã góp phần nâng cao giá trị và thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm nông sản của địa phương. Chương trình Mục tiêu Quốc gia Phát triển Kinh tế Xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ cuối năm 2020. Thực hiện chương trình này, hiện nay tỉnh Bắc Cạn đang khẩn trương triển khai rà soát nhu cầu các địa phương và tích cực chuẩn bị các bước triển khai thực hiện nhanh và hiệu quả. Đây là buổi kiểm tra rà soát việc triển khai thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 do Ban Dân tộc tỉnh thực hiện tại huyện Ngân Sơn. Qua kiểm tra cho thấy, việc triển khai thực hiện chương trình đã được huyện quan tâm thực hiện theo các văn bản chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên. Nhu cầu đầu tư xây dựng ở các xã của huyện Ngân Sơn theo rà soát danh mục cần đầu tư giai đoạn 2021-2025 là 154 công trình với số vốn là 187 tỷ đồng. Ban tổng kiểm tra là cái việc những cái nội dung trước đây xã đã triển khai thực hiện và đăng ký với trên và rà soát lại có đúng thực tế như vậy không, cái khả năng có đảm bảo thực hiện được không. Đấy, cái này là chúng tôi cũng rà soát lại. Và có một số cái nội dung giữa đơn vị cơ sở xây dựng và cái cấp trên là đã có sự thống nhất chưa, hiểu rõ cái ý định của cấp cơ sở chưa. Đấy, do vậy là hôm nay chúng tôi đã đưa ra được và trên đã chỉ ra để cho địa phương tháo dỡ những cái khó khăn và sẽ có sự thống nhất để triển khai thực hiện nó tốt hơn. Thời gian thực hiện chương trình trong vòng 10 năm chia làm 2 giai đoạn, giai đoạn 1 từ năm 2021 đến năm 2025. Giai đoạn 2 từ 2026 đến 2030. Mục tiêu của chương trình là thu hẹp dần khoảng cách mức sống của đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi với bình quân chung của cả nước. Phấn đấu đến năm 2025 giảm 50% số xã, thôn đặc biệt khó khăn. Đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn. Để chương trình sớm được triển khai, thời điểm này Ban Dân tộc đã tham mưu cho tỉnh ủy ban hành chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác dân tộc trong tình hình mới và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh họp ban chỉ đạo và ban hành quy chế phân công các thành viên trong ban chỉ đạo, đồng thời phân công các ngành, đơn vị phụ trách 10 dự án thành phần của chương trình. Tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập bộ phận giúp việc xây dựng kế hoạch chi tiết thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Bên cạnh đó, Ban Dân tộc tỉnh có hướng dẫn các địa phương rà soát nhu cầu đầu tư, hoàn thiện một số nội dung để sớm có kế hoạch triển khai chương trình cho phù hợp. Thì chúng tôi là cơ quan thường trực thì đã tham mưu cho Ủy ban dân tỉnh, đã ban hành văn bản chỉ đạo Ủy ban dân các huyện cũng như là các sở ngành liên quan rà soát từng cái dự án. Và hiện nay thì các danh mục công trình thiết yếu như dự án 1 liên quan đến nước sinh hoạt tập trung, dự án 4 là các cái hạ tầng thiết yếu và đường đến trung tâm xã. Và hiện nay thì Ban dân tộc, cơ quan thường trực thì cũng đã làm cái bước chuẩn bị đối với các cái dự án mà nó liên quan đến phải đấu thầu. Ví dụ như cái dự án nước sinh hoạt tập trung thì nó tương đối là rõ. Thì hiện nay đã cho Ủy ban tỉnh đã chỉ đạo và đã cho tư vấn vào khảo sát thiết kế. Theo nghị quyết số 120 của Quốc hội, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình giai đoạn đầu trên cả nước tối thiểu là trên 137.000 tỷ đồng. Nhu cầu nguồn vốn của tỉnh Bắc Cạn giai đoạn này là 3.232 tỷ đồng. Chương trình thực hiện có trọng tâm trọng điểm, tập trung vào những thôn bản đặc biệt khó khăn, giải quyết vấn đề bức xúc, cấp bách, ưu tiên hỗ trợ nghèo, nhóm dân tộc thiểu số khó khăn nhất để cải thiện điều kiện sống của nhóm đối tượng này. Với nguồn vốn lớn, các dự án lại rất cần thiết. Do vậy, việc triển khai sớm đề án sẽ là bước đi quan trọng,
hoàn thành mục tiêu chương trình đề ra. Huyện Bạch Thông đã thực hiện khá tốt về việc trang bị loa truyền thanh tại trung tâm xã, thôn nhằm truyền tải thông tin đến người dân một cách nhanh chóng và tiện lợi. Bằng cách đó, dù đang làm đồng, lao động sản xuất, người dân Bạch Thông vẫn có thể nghe được thông tin. Theo thống kê, có đến 80% hộ nghèo tại các xã Cao Sơn, Vi Hương, Quân Hà, Mỹ Thành, Quang Thuận, Dương Phòng, Sĩ Bình, Phú Muộn, thị trấn Phổ Thông được nghe loa truyền thanh. Tại các xã Lục Bình, Tân Tú, Cẩm Giàng, Nguyên Phúc, Đồn Phòng thì tỷ lệ này là 50%. Thưa quý vị, thực hiện đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an. Đến nay, Công an huyện Ba Bể đã bố trí đủ 5 công an chính quy về mỗi xã, thị trấn. Qua hơn 1 năm triển khai, tình hình an ninh trật tự tại các địa phương đều có sự chuyển biến tích cực, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Là trung tâm kinh tế văn hóa của huyện Ba Bể, nên trong những năm trước đây, thị trấn Chợ Rã luôn là địa phương phức tạp về tình hình an ninh trật tự, nhất là tình trạng tín dụng đen, ma túy, trộm cắp. Trước thực trạng trên, ngay khi được tăng cường về cơ sở, lực lượng công an chính quy đã chủ động tham mưu với Đảng ủy, Ủy ban nhân dân thị trấn triển khai nghiêm túc chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó, phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ chiến sĩ bám sát địa bàn, nắm tình hình cơ sở, kịp thời phát hiện, giải quyết dứt điểm vụ việc khi mới phát sinh, không để kéo dài, phức tạp. Nhờ đó, số vụ phạm pháp hình sự vi phạm pháp luật trên địa bàn giảm đáng kể. Khi số ngày lực lượng công an thị trấn ngay lập tức bắt tay vào công việc. Thứ nhất là công tác bám nắm địa bàn, bám nắm cơ sở, và qua đó thì cũng nắm được rất nhiều những cái thông tin, những cái tình hình liên quan đến an ninh trật tự của các tiểu khu. Từ đó thì chúng tôi đã đưa ra những cái biện pháp rồi những cái chương trình kế hoạch tham mưu cho Đảng ủy, Ủy ban ban hành những nghị quyết, những kế hoạch về đảm bảo an ninh trật tự. Thì hiện nay trong quá trình thực hiện, địa bàn thị trấn là một địa bàn về an ninh trật tự là có diễn biến phức tạp. Từ khi lực lượng công an chính quy về thì tình hình an ninh trật tự là giảm và không có gia tăng. Và đặc biệt là các đồng chí công an thì thứ nhất là trực rồi tuần tra kiểm soát theo đúng quy định. Cái thứ hai là về nghiệp vụ chuyên môn thì các đồng chí thực hiện nó đúng về ngành công tác của công an. Cho nên là công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn là được đẩy lùi. Thực tế cho thấy đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã của Bộ Công an là một chủ trương đúng đắn, mang lại hiệu quả tích cực, được cấp ủy chính quyền, các ngành đoàn thể và nhân dân đồng tình ủng hộ. Khi được bố trí về cơ sở, lực lượng công an chính quy đã nhanh chóng tiếp cận địa bàn, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền, triển khai thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương. Đồng thời tích cực xây dựng mối quan hệ phối hợp với các ngành, đoàn thể nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị vào công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự. Mặc dù gặp nhiều khó khăn về cơ sở vật chất như điều kiện làm việc, sinh hoạt vẫn còn thiếu, chưa đáp ứng được để phục vụ chuyên môn trong tình hình mới. Bên cạnh đó, địa bàn dân cư rộng, giao thông đi lại vất vả, nhất là các xã vùng sâu vùng xa. Nhưng khi nhận nhiệm vụ, lực lượng công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã, từng bước khắc phục khó khăn, đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn. Và sau khi triển khai đưa công an chính quy về các xã thị trấn, thì qua hơn một năm triển khai thực hiện, chúng tôi thấy rằng là nó đã tạo cái sự chuyển biến rất là tích cực, rất rõ nét, nhất là trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, mà trực tiếp là ở tại các xã và thị trấn. Thế thì đặc biệt là về tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật. Thế thì đã được giải quyết rất là kịp thời. Các cán bộ chiến sĩ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn đã nêu cao tinh thần trách nhiệm. Tình hình an ninh trật tự tại các xã có chuyển biến tích cực. Những kết quả bước đầu đã khẳng định được chủ trương đúng đắn của Bộ Công an. Lực lượng công an chính quy phụ trách xã sẽ có nhiều việc làm thiết thực cùng địa phương, đẩy lùi các hoạt động tội phạm hình sự, tệ nạn xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình thời sự sáng thứ năm của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian theo dõi. Bây giờ là những chương trình tiếp theo trên kênh TPK.